Rồi chào các bác nha. Bên này ngày ngày 6 tháng 4 á, có về một cái lô máy 15 chiếc á. Thì mình sẽ quay trước con này trước. Đầu tiên là con này là số khung là 2937. Bây giờ mình sẽ quay cả bên trước nha. Xem cho rõ. Con này còn mới lắm nha các bác. Đi dầm ở đây. Ê, chiến đệ tao nâng hàm lên tao quên rồi. Nè, tao đang quay. Nâng hàm cao lên. Này, ngoại thất nội thất rồi còn mới lắm. Sista chắc mà đến Thái Lan sẽ xịn á. Tháng 11, 2015 rồi xong một em nữa. Cảm ơn các bác nha.